Chặng đường đua marathon nhằm kiểm tra sự bền bỉ và tinh thần vượt khó của các vận động viên chỉ dài 10 km. Tuy nhiên, những khó khăn mà cuộc đua này tạo ra cho người tham gia lại nằm ở những chướng ngại vật trên đường. Được tổ chức trong một ngày nắng nóng ở gần hồ Bennett, miền Nam Australia, song sự kiện này vẫn là điểm đến đầy hấp dẫn của hàng nghìn đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Hôm nay là một ngày rất oi bức, dơ bẩn và bụi bặm. Ở đây chúng tôi có hơn 2.000 đối thủ cạnh tranh trên hai chặng đường đua là 10 và 21 km với rất nhiều trở ngại thú vị trên đường. Những chướng ngại vật mà các vận động viên phải vượt qua đó là chinh phục một dàn gỗ được bố trí chắc chắn, chui qua những vòng dây cáp điện và nhảy xuống những hố bùn hay thậm chí là phải ăn cả rán. Mặc dù cuộc đua này không khắc nghiệt đến mức các vận động viên phải đổ máu, song chắc chắn nó đã buộc người tham gia phải rơi không ít mồ hôi cũng như phải đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, đối với một số người, đây thực sự là quãng thời gian thú vị giúp họ thay đổi không khí. Thời tiết tại đây rất tốt, chỉ cần bạn sẵn sàng và chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời. Kết thúc hành trình chinh phục khó khăn trên các tuyến đường đua, các vận động viên được thỏa thích tận hưởng cảm giác sảng khoái nhờ những dòng nước mát dịu. Đây chính là phần thưởng tuyệt vời giúp xóa tan mọi mệt mỏi cho những người tham gia sự kiện đặc biệt này.